có vô nè. Chị chút nữa mình phải chụp hình để gửi cho đồng bọn ở bên. Nhớ nhớ rồi, nhớ lên này. Nhớ nhiều luôn. Chuyện nó bình thường của Esa rồi. Esa từ xưa tới giờ là nó tiêu chuẩn tới đó trở lên. À, tiếng không nguyên em. Mấy cô chú qua ai hát cũng hay lắm. Mà đặc biệt có một người hát giống mẹ mình dễ sợ luôn. Đó là mẹ. Mẹ của chị Mã Tiểu Linh mà. Giống. Yêu lắm. Nhớ hôm nay là vòng chung kết. Đúng rồi, hôm nay là final. Tối nay là final. I'm gonna make you mine.
Quá đã luôn, hai em nhảy cứng quá. Mẹ đâu? Thấy lòng anh mừng, không thấy là anh em đi chỗ này không phải là không? Không. Không. Xin gửi lời chào trân trọng đến ban giám khảo và quý khán thính giả của đài SBTN. Sau đây xin mời cùng lắng nghe nhạc phẩm Khúc Thủy Du. Anh nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn. Hay quá. Trời ơi. Đây, đại gia đình của Tâm Cám luôn nha. Mọi người nhớ ủng hộ nha. 6 thí sinh ngồi sau là chuẩn bị lên hát á. Tại gia đình mình ơi, nhớ ủng hộ gia đình Tâm Cám. 6 thí sinh này chuẩn bị hát, nhưng mà hát tối nay nha. Tối nay và hát bài tình ca cho em và nước mắt quê hương đó. Mới giờ chị Dung nói với, Dung nói với tao chứ. Tối nay là mình ngủ đây nó dạ chị. Để có anh chị. Phụng Hồng xin trân trọng kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị đang hiện diện hôm nay. Và sau đây, Phụng Hồng xin trình bày nhạc phẩm Đời Đã Vàng của nhạc sĩ Vũ Thanh Ai. Ước vọng ngày thơ ấu
cuộc đời con ước ao khát vọng còn đâu cao. Câu là cái người mình khủng khiếp lắm, cái sự truyền cảm của cái bằng chị đó, cái bằng chị đi, sự truyền cảm của chị á, nó lan đến, nó thiệt lan hết ở trong cái cơ thể của Diệu Hương, và mình bị xúc động cho đến khi Diệu Hương phải muốn được nói cái lời đầu tiên là chị hạ quá hay, nó tha thiết, và những cái câu mà lúc mà chị phát ra này, có một lần mất mạng, mấy thương người đớn độc, thì Hương thấy tôi, thấy là tôi lắm.
nó rất là tội nghiệp. Mà từ cái luyện thấy của chị này, nó tròn vẹn đến cái mức độ mà phải nói rằng thời gian dù sao đi nữa làm tất cả những cái gì đó nó đã thay đổi trên nhân dạng, nhưng mà đối với chị hoàn toàn tiếng hát nó sẽ vĩnh viễn, nó sẽ không có một cái tí vết của thời gian, tại vì chị quá ngọt ngào đối với cái tuổi như thế này. Diệu Hương xin thành thật và chúc mừng chị, và phải nói là Diệu Hương cho chị điểm cao, tại vì quá ngọt. Chị ơi, không tin nổi, không chịu nổi. Chị biết sao không? Với Lê Uyên á, chị là người hát bài này hay nhất. Lý do, qua cách hát của chị, qua cái cách phát âm của chị, để thấy rõ con người này đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống. Biết được hạnh phúc là gì, đau khổ là gì thì mới diễn đạt được cái bài hát này một cách trọn vẹn như vậy. Từng chữ, từng lời của chị hát ra, oh my, không biết phải nói sao, tức là quá tuyệt vời chứ không phải quá tuyệt vời. Xin cảm ơn bà cố, bà ngoại đã cho chúng tôi những giây phút thật là bất ngờ, thật là hạnh phúc, thật là vui để được có một vài ý kiến về cái giọng hát của chị. Cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều. Và xin mời anh Công Thành cho ý kiến. Dạ thưa chị Hồng, đối với Thành cái bài này nó là rất là khó, mà hồi nãy Thành có nói với anh Trúc Hồ, nói chị hát mà chị ngắt từ khúc, từ khúc, từ khúc. Chị Thành, đối với Thành, có Thành nghe ca sĩ Tuấn Ngọc hát cái bài này là nó rất là trơn tru, nhưng mà chị diễn tả cái bài này, chị cắt ra từ khúc cái lời nói của chị quá là hay. Thành cảm ơn chị rất là nhiều, và Thành muốn khen chị là chị có hai cái ban cổ võ là ngồi đây này. Hai cái cô ấy. Cô đây là mẹ hay là gì ạ? Mẹ phải không? Đó đấy chưa? Mà không, cái là cái hai cái cô này hát hét to hơn nguyên cả cái giảng này luôn. Không, nhưng mà hai cô này hát không bằng. Ai hai cô này ai hát cũng hét hết. Bây giờ may quá hai em vẫn còn tiếng để hét cho mẹ. Em xin mời anh Trúc Hồ cho ý kiến về tiếng hát của bác. Xin được mời anh Trúc Tây Chiên nhé. Dạ chào chị. Cái tiếng hát mở màn của chị ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, chị tạo cho em một cái ấn tượng rất tuyệt vời. Không biết, chắc nếu mà hồi còn trẻ, nếu mà chị là vô âm ca nhạc thì chắc ngày hôm nay cái giọng hát của chị là vượt thời gian, mình gọi là vượt vượt thời gian. Âm thanh phát âm của chị rất rõ, trong trẻo, và hai bài hát và hai tác phẩm mà chị trình diễn ngày hôm qua và hôm nay đã đem lại cho mình một cảm giác khó tả, mà nó là chị rất tuyệt vời. Chúc mừng chị. Thưa các chúc Hồ xin cảm ơn từng người là chúc Hồ và người chương trình chơi đã cho chương trình tiếng Hàn Hoàng mở đầu bằng lễ đá và kết thúc bằng trời đá vàng. Tất cả đều là bốc thăm hết, bốc thăm, nhưng mà nó tuyệt vời, mở màn hay, kết thúc hay. Nói về giọng hát của chị á, em đã từng nói chị trong phòng thâu, em nói chị có một cách duy mà em chưa bao giờ thấy trong cuộc đời mấy chục năm làm nghề hòa âm, thâu âm, mix âm cho hầu hết tất cả ca sĩ nổi tiếng trước 70 năm và sau 70 năm, thì có một cái lý nó rất là lạ. Cái đầu cho em ví dụ nha, ta gần môn ra mới không qua được vết sầu, không qua được vết sầu,
Chị đâu có cast mất sầu đâu. Chị ca mất sầu. Thường thường người ta luyến, người ta luyến nữa. Ha? Chị là chị mãi nó trong đầu nữa. Cái đó là cái gọi là độc chiêu. Chị là trưởng môn phái đó. Em nghĩ là sau này sẽ rất có nhiều ca sĩ sẽ theo trường phái của chị. Cái trường phái này ngay cả em bây giờ em cũng chưa có thể mà hát được như vậy. Mặc dù em hát rất dở, nhưng mà em từng có hầu hết tất cả ca sĩ nổi tiếng của người Việt Nam chúng ta. Ngay cả chị, bà chị của tôi ở đây là Lê Nguyên Phương, phải không chị? Từ chị Lệ Thu, Khánh Ly, tất cả mọi người, anh sĩ Phú Duy Quang, Trúc Kiều Hồ đều phải có. Tức như là người hòa âm, họ hướng dẫn người ca sĩ hát theo vô hòa âm của mình. Nhưng mà đây là lần đầu tiên ngồi gặp một chữ môn phái. Tự mình tự mình vẽ ra một cái trường phái. Không phải một lần, phải không? Mà mỗi lần nó xảy ra là chúng ta cảm thấy anh nói gì đó, à, khủng mà nó hay hay. À, cái trường phái này á, hồi xưa em học của anh Quốc Dũng, nhạc sĩ Quốc Dũng, người mà sáng tác Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Thường thường á, người ta chơi guitar đó là người ta luyến lên, phải không? Nhưng mà anh Quốc Dũng thì anh nhắn chút tùng tất nhiên là anh ảnh hưởng cái đàn bầu, anh dùng cái tiếng guitar để mà anh luyến theo kiểu đàn bầu. Đó là trường phái của Quốc Dũng trong cái cây đàn guitar. Giọng hát cũng là một nhạc cụ, giọng hát của chị là một nhạc cụ, và chị đã dùng cái trường phái cái đó em làm được, chỉ mình làm được thôi. Quá xuất sắc, cảm ơn chị. Chương trình Tiếp Học Bài, kỷ niệm nào của cô nhớ nhất, và em muốn cô chia sẻ về cảm xúc của em, của cô trong những ngày vừa qua luôn, thưa cô. Kính thưa ban giám khảo, cùng kính thưa toàn thể quý vị, Hùng Hồng cảm thấy mình rất được may mắn và hạnh phúc khi được đài truyền hình SBTN tổ chức chương trình Tiếng Hạt Vàng. Và qua chương trình này, Phụng Hồng có thêm được 12 người bạn thân thương. Đó là những thí sinh cùng tham dự chương trình. Và Phụng Hồng xin nói thật với lòng mình là qua chương trình này, nếu Phụng Hồng không có được chọn là giải nhất, giải nhì hay giải ba, hoặc là được khán giả bình chọn, nhưng Phụng Hồng rất tự tin là mình sẽ được giải sầu. Ngồi nghe cô hát Đời Đá Vàng thì Jimmy đứng bên trong rất là xúc động thật sự. Thì Jimmy chỉ nói cô một điều rằng là cháu không biết là cô đạt giải mấy, nhưng mà nếu mà cô ra CD thì cháu sẽ volunteer mua đầu tiên một lô. Cảm ơn cô cũng không. Cô nói chuyện rất là cô duyên, cũng như là giọng hát của cô. Nếu mà dự quyết với Jimmy mà có cần thêm MC, con nhờ cô ra cổ với con. Cảm ơn cô cũng không thật là nhiều ạ. Xin trân trọng kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị. Quý vị ơi, ở nhà có thể vote cho cô số 1, ở số cô là 714489 1061. Và thưa quý vị, chưa bao giờ mà đài truyền hình SBTN nhận một số lượng text của quý vị gửi vào rất là đông như chương trình này, và Vũ Trần là người đang nhận những cái tấm phím.